Tiếp theo chúng ta cho nước sôi để nguội nhé các bạn. Đấy, cho vào cơm ít nổi đi. Ok. Sawasdee khap. Sawasdee khap, xin chào mọi người. Xin chào mọi người. À, các bạn ơi, hôm nay mình rất vui được gặp lại các bạn ở kênh Trôi Chép Cuộc Sống ở Thái Lan của mình nha các bạn. Thì các bạn ơi, hôm nay mùa dịch nên là vợ chồng mình sẽ quay một clip làm món ăn ở nhà nha các bạn. Ở đây hôm nay mình sẽ làm món, đó chính là mình sẽ làm món cá nướng nha các bạn. Cá nướng. Là làm nước chấm lắm mọi người. Còn đây là nước chấm của bạn Chép. Chép. Không. Nước chấm của bạn Chép nha các bạn. Nước chấm siêu cay. Hôm nay nhân tiện đây mình cũng sẽ chia sẻ cái công thức để làm cái món nước chấm siêu cay của Thái Lan để mọi người có thể làm cho gia đình ăn nhá. Ok. Ở đây là con cá của mình, to quá mọi người. Con cá của mình đã chuẩn bị xong hết rồi, ướp xong, bây giờ mình sẽ cho lên nướng nha các bạn. Ok. Ok nha các bạn, bây giờ mình bắt đầu nướng con cá này nhá. Cá to lắm. Ok nha các bạn, bây giờ bạn Chép sẽ bắt đầu làm món nước chấm của Thái Lan siêu cay nha các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ cho quả ớt vào trong máy xay nha các bạn. Quả ớt nhỏ nhé. Quả ớt nha. Ớt này cay lắm. Là cái tiếp, này là tiếp theo chúng ta cho củ tỏi. Củ tỏi. Ok, củ tỏi. Lá quả chim. À, tiếp theo là rau rau thơm. Rau gì nhỉ? Rau thơm à? Ờ đúng rồi, rau thơm. Cái này là mình dùng bằng cái gốc của rau thơm nhé các bạn. Đó, chúng ta cho vào máy xay và xay. Xay nhỏ. Ok, bấm. Ok nha các bạn, sau khi chúng ta xay nhỏ chúng ta sẽ cho ra ngoài nha. Thì tùy vào khẩu vị của các bạn thích cả nhà thích ăn cay thì bỏ nhiều, mà không thích ăn cay thì bỏ vừa vừa nhé, chứ không phải là cứ phải bỏ tất cả những chỗ này nha. Bởi vì mình ăn cay quen nên là mình bỏ nhiều nha các bạn. Đây là bát hạt tiêu của mình. Wow, chỉ cần nhìn thôi là đã biết cay rồi đúng không các bạn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ pha chế nha các bạn, cho hạt tiêu vào trong bát. Cho gia vị vào. Tiếp theo chúng ta cho nước sôi để nguội nhé các bạn. Đấy, cho vào cơm ít nổi đi. Ok, quấy đều nha các bạn, trộn đều nhé. Tiếp theo chúng ta cho mì chính vào chắc. Đúng rồi. Cho mì chính vào nha các bạn. Cho một ít muối nha các bạn. Một ít thôi nhé. Ok. Bắt đầu cảm thấy ngon rồi các bạn. Tiếp theo chúng ta cho nước mắm vào. Hai thìa nước mắm. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho bát chanh vào nha các bạn. Sau khi chúng ta bát chanh vào thì chúng ta sẽ trộn đều và thử nha các bạn. Thử xem là đã vừa với mình chưa, đã vừa với khẩu vị của mình chưa.
Sao em chép bừa chưa? Ok, ngon mọi người. Ok. Đây là bát nước chấm Ô, cay quá. nha các bạn, đây là bát nước chấm siêu cay của mình nha các bạn. Ăn với cá nhá. Chà. Nhìn là biết cay rồi các bạn ạ. Ok các bạn ơi. Thì món cá nướng của mình đã xong rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình đã chuẩn bị xong rồi thì cá nướng sẽ ăn với cơm cơm này và ăn với bún nha các bạn. Ở đây mình có Đau. rau nha các bạn. Rau sống nha các bạn. Đây, còn đây mới là cái mong chờ Tàu. nhất này các bạn. Bát nước chấm siêu cay của mình các bạn ạ. Nhìn đã quá. Ok. Mời cả nhà ăn cơm với lại vợ chồng mình nha. Ok. Ok. Ao ni sai ni nè mày, mày chạy chạy ao thua. Ao ni. Đừng mình phải thằng này. Quên à. Tại kẹp ba hết Bây giờ thân thúc con kinh. mọi người ăn cá của em nhé mọi người. Nhưng bỏ bên đây. Nhìn ngon quá. Đói lắm à. Đói quá. Ok các bạn ơi. Đây, của mình nhá. Cho rau này. Sau mình cho cá vào trong rau các bạn. Công nhận là nước chấm bạn chấm làm ngon lắm các bạn ạ. Các bạn đừng thắc mắc vì sao mà vợ mình làm nước chấm ngon nhá, bởi vì ngày trước mình đã từng mở quán bán cá nướng rồi. Nên là vợ mình sẽ làm nước chấm rất là ngon. Đồn ta nữa. Thế chứ chứ đồn phải sao ăn Đây các không bạn một ơi. phần. Ui, cái bát nước chấm của bạn chép. Mời cả nhà nha. Ngon quá. Quá ngon các bạn ạ. Ngon thật các bạn ạ. Cái các bạn ơi, cái công thức mà pha chế cái bát nước chấm này của vợ mình á, ở lúc đầu mình có quay và nói rõ cho các bạn là bỏ những cái gì đấy, các bạn cứ áp dụng như thế và làm theo nha các bạn. Đảm bảo là không ngon thì nếu như mà không ngon thì cứ bới mình cũng được, chửi mình cũng được, nhưng mà thật sự là rất là ngon. Cái nước chấm của Thái Lan chua ngọt. Ngon quá. Ok các bạn ơi, thì con cá này nó to quá. Mình bạn chắc không thể ăn hết, mình no quá rồi các bạn. Thì hôm nay mình có chỉ cho mọi người cách để làm cái bát nước chấm siêu cay mà lại ngon này của Thái các bạn. Thì vì sao mà bạn chắc làm cái nước chấm này, bởi vì ngày trước mình từng mở quán quán ăn các bạn. Quán cá nướng như này thì nước chấm này bạn chép đã làm rất là nhiều lần rồi, hàng trăm hàng nghìn lần rồi, nên là rất là ngon nha các bạn hãy cứ làm theo như thế. Ok, thì clip của mình hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem và ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Ok, cảm ơn mọi người xem video của em ăn hôm nay lắm mọi người. Là em xin cảm ơn thật là mọi người nhớ subscribe và like cho em nhé.
là mọi người nhớ comment cho em đi. Ok, bye bye, hẹn gặp lại. Bye bye, hẹn gặp lại nhé mọi người. Bye bye.